Chào các em, hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các em giải vòng thi tiếp theo của khối 8. Bài giải này là do một cái bạn học sinh giỏi của khối 8 mà thầy nhờ đã giải. Thầy chỉ giúp các em giải một số câu khó thôi và hướng dẫn giải những câu mà bạn bị sai để cho các em rút kinh nghiệm. Vòng thi hiện tại là vòng số 9. Chúng ta vào bài thi số 1. Chọn hai ô có giá trị bằng nhau. Cái loại này nó vẫn dễ hơn cái loại toán tăng dần. Rồi các em chuẩn bị giấy nháp. Các em chuẩn bị giấy nháp kỹ càng. Rồi. Dễ thấy, cái ô đầu tiên chúng ta thấy là bằng luôn là 13. Ô thứ hai. Chúng ta dùng máy tính. Cách sử dụng máy tính thì thầy hướng dẫn ở trên cái video riêng ở trên kênh của thầy. Các em có thể lên đó mà xem ha. Bài này ra hai đáp án là 36 là số dương và âm 35, vậy ta lấy 36. Bài tiếp theo. Tích của hai số là 10. Tìm tích hai số biết tổng bằng 13 và hiệu bằng 5. Vậy số lớn sẽ bằng tổng cộng hiệu chia đôi. Vậy số lớn sẽ bằng 18 chia đôi là 9, số bé là tổng trừ hiệu chia đôi là 4. Vậy là 9 nhân 4 là sẽ thành 36. Như vậy các em thấy hai này là bằng nhau luôn. Rồi, bài tiếp theo. Chúng ta sẽ có 3x trừ 4 bình phương bằng 2x trừ 1 bình phương. Các em chuẩn bị nháp luôn để nghe thầy giảng dễ hiểu nha. Chứ không có nháp mình ngồi tưởng tượng trong đầu thì đau đầu lắm. Vậy mình có hai bài toán con là 3x trừ 4 là bằng 2x trừ 1. Hoặc là 3x trừ 4 bằng số đối của 2x trừ 1, tức là 1 trừ 2x. Giải hai bài toán này thì chúng ta dễ dàng tìm được một cái thằng x là bằng 3. Và một thằng x là bằng 1. Như vậy là tổng bình phương của hai kết quả đó là sẽ bằng 10 các em. Thì ghi bên ngoài giấy nháp để nhớ. Rồi. Tiếp tục. Những bài nào dễ ta giải trước các em nha. Bài này đi. Bài này ta dùng máy tính để giải. Dùng như thế nào thì lên video riêng coi các em nha. Rồi. Kết quả sẽ bằng 1 các em. Vậy là hàng thứ hai, ô thứ hai là bằng 1. Bên này. Kết quả rút gọn. Thôi mấy bài mà kết quả nó không trả về một giá trị số mà nó là trả về chữ thì thôi ta để sau đi ha. Ta làm những bài mà đáp án nó ra số trước. Bài này thì nó sẽ ra là, các em có thể bấm máy luôn, nó sẽ ra là âm 11/4. Tức là bằng trừ 2,75. Này là bằng trừ 13. À xin lỗi các em, bài đầu tiên này là bằng trừ 13 nha. Cái ô đầu tiên là bằng trừ 13 thì quên dấu trừ đây.
Vậy là ta chọn hai đáp án này luôn, xong luôn. Bài này thì dễ thấy, x sẽ bằng 5. À xin lỗi, cái này là một đa thức mà. Rồi ta để đó, ta làm bài này trước, dùng máy tính bỏ túi. Rồi, kết quả bằng 10. Kết quả bằng 10 ra. Nhớ ghi nhận nhé. À bằng 10 thì nó bằng cái ô trên này luôn. Đây các em coi. Rồi. Thương của phép chia này ta cũng dùng máy tính bỏ túi. Thầy có một video chuyên đề riêng nói về phép chia số dư cũng như là định lý Bayesian. Thì cái đó các em lên kênh mà coi nhé. Thầy đang bấm máy. Rồi. Kết quả là bằng 0. Số dư bằng 0. Số dư bằng 0 như vậy là phép chia hết. À nhưng mà ta bắt tìm thương ra. Vậy các em có thể phân tích thành nhân tử thôi. Phân tích nó thành nhân tử, nó chắc chắn sẽ chia hết. Rồi. Như vậy mình nhóm hai cái hạng tử đầu tiên lại, mình sẽ rút được x bình ra ngoài, ở trong còn 5x trừ 4, và hai hạng tử cuối thì mình rút 7 ra, ở trong cũng còn 5x trừ 4, rồi lấy 5x trừ 4 ra làm nhân tử chung, rút gọn ở dưới mẫu thì kết quả là còn x bình cộng 7. X bình cộng 7 các em nhé. Đây sẽ là x bình cộng 7. Đó, nhớ đáp án trả về chữ. Rồi thôi ta tính sau. Giờ ta xử mấy cái bài đáp án ra số trước đi. Rồi ví dụ bài này nhẩm luôn ra. Bài này đáp án ra 2. 2 mũ 2 mũ 4 không? Còn hàng thứ 3 cột thứ 3. Hàng thứ 3 cột thứ 3 thì bằng 6. Rồi chúng ta cùng giải cái này. Này ta dùng hệ quả định lý Bayesian ở trên kênh của thầy, video riêng đó các em sẽ biết định lý Bayesian ha. Ta áp dụng định lý Bayesian để giải bài này. Ba mũ 3 ra 2 các em. Bài này ra 2. Bài này ra 2. Như vậy là nó bằng cái số 2 dưới này. Người ta chọn hai đáp án này luôn. Rồi. Thì giá trị lớn nhất của yếu thức này thương của phép chia này. Rồi ta chọn cái câu này ta làm. Ta thử phân tích thành nhân tử nha. Hai hạng tử này các em rút x bình ra thì ở trong còn 3x cộng 5. Hai hạng tử 21x cộng 35 ta lại rút 7 ra, ở trong cũng còn 3x cộng 5. Vậy bài này kết quả nó cũng sẽ ra là x bình cộng 7, là giống bài trên này đây. Hai bài này giống nhau nè. Này giống nhau. Chọn luôn cho nó đỡ chật chỗ. Rồi, ta giải bài này thử đi. Hay là chọn bài này đi, dùng lý Bayesian nè. Này đa thức này chia hết cho đa thức này thì nó sẽ nhận nghiệm của đa thức con này là nghiệm của đa thức mẹ ha. Giờ ta lấy 1 thế vô đây. 1 cộng a nhân 1 trừ 2 bằng 0. Vậy là a của chúng ta sẽ bằng 1. 1. Chỗ này bằng 1 kìa. Bằng 1 thì nó giống cái hàng thứ 3, hàng thứ 2, cột 2. Vì hai ô này là đồng nhất với nhau nè. Ta chọn hai ô này. Rồi.
Bây giờ còn lại một số đáp án thôi. Giờ ta thử cái cục cục đầu tiên của hàng cuối cùng. Giờ muốn tìm giá trị lớn nhất, muốn tìm giá trị lớn nhất thì các em sẽ chuyển nó thành gì? Thành thành một cái lượng trừ của một cái bình phương cộng với một số nào đó ha. Hoặc là ta làm bài bên này trước đi. Bài này có vẻ dễ nè kìa. Cột cuối cùng, hàng cuối cùng luôn. Tìm số nguyên ít nhỏ nhất để cái này nhận giá trị nguyên. Thì các em tắt cái phương thức 3x cộng 10 phần x cộng 2 thành phần nguyên cộng với phần phân đã. Tử sẽ thành 3x cộng 6 cộng 4. Mẫu vẫn là x cộng 2. Rồi 3x cộng 6 phần x cộng 2 là sẽ bằng 3. Rồi cộng cho một phân số là 4 phần x cộng 2. Vậy thì nhắc lại, biểu thức này sẽ biến thành là 3 cộng cho phân thức là có tử là 4, mẫu là x cộng 2, các em lấy nháp ghi. Và muốn là số nguyên thì x cộng 2 phải là ước của 4. Vậy x cộng 2 là sẽ bằng 1 hoặc là 2 hoặc là 4 hoặc là trừ 1, trừ 2, trừ 4. Có rất nhiều kết quả thu được. Nhưng mà các em phải chọn cái kết quả nào mà x nhỏ nhất đó. Vậy thầy sẽ chọn x cộng 2 bằng âm 4. Tức là x sẽ bằng trừ 6. X sẽ bằng trừ 6 em. X bằng trừ 6 nó giống đáp án này. À, trên này thầy gõ thiếu dấu trừ nè. Rồi. Chọn hai ô này luôn. Rồi tiếp tục. Kết quả rút gọn cái này là mẫu là hàng đẳng thức số 3. Như vậy rút gọn nó sẽ ra là 1 phần x trừ y. Rồi cái phân thức này các em cũng phân tích tử và mẫu thành nhân tử, mà tử là không thể phân tích rồi, tử là một loại nhân tử luôn, mẫu các em phân tích ra rồi rút gọn với tử thì cái đáp án của nó sẽ giống với cái ô này ta chọn. Rồi như vậy chỉ còn 4 ô thôi. Bây giờ nếu đi thi các em có thể dùng suy đoán luôn ha, suy đoán luôn. Bây giờ giá trị lớn nhất thì nó phải trả về một con số chứ không thể trả về các cái đáp án bằng chữ được. Vậy ta chọn hai ô này và hai ô này dĩ nhiên là đi với nhau trong bài toán. Bài thi số 2, đỉnh núi trí tuệ. Rồi ta chọn đám mây thứ nhất, bấm máy rồi kìa. Như vậy là gì? 5 mũ 12 rút gọn với 5 mũ 11 là còn 5. 5 nhân 8 là ra 40. Bấm máy nếu lười nhé. Rồi, hai cái này cộng lại bằng 0 thì từng cái bằng 0. Cái này tổng bình phương mà. Vậy x sẽ bằng là trừ 1 phần 2. Còn y là bằng trừ 5 phần 3. Ta cộng bằng máy. 1 phần 2 cộng cho 5 phần 3. Rồi đáp án sẽ là âm 13 phần 6. Âm 13 phần 6. Rồi cái này các em dùng hàng đẳng thức số số 7. Vậy chúng ta sẽ có là 126 y mũ 3 cộng x mũ 3 trừ 125 y mũ 3. Vậy là còn lại x mũ 3 cộng y mũ 3 các em. X mũ 3 cộng y mũ 3 tức là gì? 5 mũ 3 cộng cho 2 mũ 3. Vậy là ra đáp án 133. 133. Rồi, cái này chúng ta bấm máy. Chúng ta bấm máy sẽ chọn được là hai đáp án là 1 và 7. Vậy đáp án sẽ ra là 8. Tiếp tục đạt giá trị nhỏ nhất khi nào? Vậy 4x bình sẽ thành 2x tất cả bình, còn 12x là sẽ thành 2 nhân 2x nhân 3. Như vậy là ta sẽ bổ sung thêm 9 để thành hàng đẳng thức. Vậy là cái bình phương này sẽ đạt là 2x
cộng 3 tất cả bình. Hoặc cái dùng máy tính luôn nha. X sẽ bằng trừ 3 phần 2. Thì sẽ đạt được giá trị nhỏ nhất. Em cẩn thận nè. Người ta hỏi giá trị nhỏ nhất thì mình trả lời đáp án khác. Người ta hỏi là đạt giá trị nhỏ nhất khi x bằng nhiêu lại là đáp án khác đó. Coi chừng lớp tớp là lộn. Là rất là tiếc. Trừ 3 phần 2. Phân số tối giản. Rồi, tổng bình phương các giá trị này. X mũ 5 bằng x mũ 4 cộng x mũ 3 cộng x mũ 2 cộng x cộng 2. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng máy tính, chúng ta mò một nghiệm của phương trình này thì các em sẽ tìm được một nghiệm là bằng bằng 2. Và từ cái nghiệm bằng 2 đó chúng ta dùng định lý Bayes. Các em theo dõi kênh của thầy để hiểu cái video về định lý Bayes nha. Thì chúng ta phân tích đa thức thành nhân tử. Ta dùng hết vế phải của cái đẳng thức đó sang bên trái thì chúng ta sẽ có là x mũ 5 trừ x mũ 4 trừ x mũ 3 trừ x mũ 2 trừ x trừ 2 và bằng 0. Thực hiện phân tích thành nhân tử và làm xuất hiện cái nhị thức là x trừ 2 thì kết quả cuối cùng là x trừ 2 thừa số cho x mũ 4 cộng x mũ 3 cộng x mũ 2 cộng x cộng 1 thì bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ có hai bài toán còn là x trừ 2 bằng 0 và x mũ 4 cộng x mũ 3 cộng x mũ 2 cộng x cộng 1 bằng 0. Như vậy là cái bài toán còn thứ nhất là chúng ta ra x bằng 2. Còn cái bài toán thứ hai các em sẽ chứng minh được là nó không có nghiệm. Thì cái việc chứng minh các em có thể tự chứng minh ngoài nháp nha. Thì tóm lại là bài này chỉ có tìm được một giá trị x bằng 2 thôi. Như vậy tổng bình phương của nó chính là 2 bình đó và sẽ bằng 4. Sẽ bằng 4, đáp án sẽ là 4. Đây là một bài toán rất là khó. Học sinh bình thường rất khó có khả năng làm ra. Giá trị x lớn nhất thỏa mãn. Vậy là x bằng 0, x bình bằng 4 và x bằng 2. Bài này chúng ta đi từ giả thiết x bình trừ 2 y bình trừ x y sẽ bằng 0, phân tích thành nhân tử x bình trừ y bình và trừ y bình trừ x y bằng 0. Khi mà phân tích cái giả thiết thành nhân tử nó sẽ ra x cộng y nhân x trừ y và trừ cho y nhân cho y cộng x. Như vậy là ra x cộng y nhân cho x trừ y trừ y không. Đây, thầy gõ lên nháp cho các em dễ hình dung. Từ giả thiết suy ra x cộng y nhân cho x trừ y trừ cho y nhân cho y cộng x sẽ bằng 0. Như vậy là ta có gì? X cộng y nhân cho x trừ 2y bằng 0.
suy ra, x trừ 2y sẽ bằng 0. Vì sao? Vì x cộng y là không thể bằng 0 theo giả thiết đó. Thì tới đây các em suy ra là x sẽ bằng 2y. X bằng 2y thì y sẽ bằng gì? Y sẽ bằng 3y chia cho y. X bằng 2y thì 2y cộng y bằng 3y, còn mẫu là 2y trừ y là bằng y, a là bằng 1y. Thì kết quả sẽ bằng 3. Bài này thì kem lấy nháp ra rút gọn thôi. Lấy nháp rút gọn kìa. Rồi, kết quả rút gọn sẽ bằng trừ 1 kìa. Các em tự rút gọn nha. Như vậy là các em phá hàm thức này ra, cái chỗ mà x y bình nó là chính là 3 AB bình phương đó. A trừ B tất cả 3 bằng A bình trừ 3 A bình B cộng 3 AB bình trừ cho B mũ 3 ha. Vậy chỗ đó sẽ bằng hệ số nó sẽ bằng 3 nhân 2 nhân 5 bình là bằng 150. Rồi bài toán này phải lấy nháp ra thôi. Chúng ta chuẩn bị nháp đầy đủ nha. Tam giác ABC K thuộc AC sao cho AK bằng 1 phần 2 KC. Vậy các em chia AC thành 3 khúc đều nhau. AK chiếm 1 khúc, KC chiếm 2 khúc. M là trung điểm BC. M là trung điểm BC. Vậy ta chia BC thành hai khúc đều nhau. BK, BK cắt AM tại O. Để hình ra các em. Rồi diện tích tam giác ABO là bằng 13. Bây giờ đây là thuộc về chuyên đề diện tích, nó rơi vào bài toán chia bánh. Thì các em lên kênh của thầy coi lại cái chuyên đề bài toán chia bánh đó, thì mới dễ hiểu những gì thầy đang giảng. Còn với thời gian áp lực ngắn như vậy á, thì chúng ta cũng cũng khó lắm. Nhưng mà các em có thể chụp hình cái file lại, tua lại để nghe nghe những lời thầy giảng thì nó cũng cũng đỡ đỡ phần nào. Mà tốt nhất là chúng ta lên kênh coi những cái video mà thủ thuật riêng cho các dạng toán để áp dụng vô đây cho nhanh. Rồi như vậy ABO là bằng 13. Và người ta bắt tính diện tích của tam giác lớn SABC luôn. Giờ các em để ý nha. Gọi trung điểm của KC là N đi. Như vậy các em nối MN lại cho thầy. Thì các em sẽ thấy là OK là đường trung bình của tam giác AMN. Đó. Nhìn vô thấy liền à. Tại vì MN là song song với BK, mà K là trung điểm của AN thì suy ra là O là trung điểm của AM ha. Vậy chúng ta sẽ có là AO bằng OM. Từ đó diện tích tam giác BOM cũng sẽ bằng 13 luôn. Như vậy là diện tích của tam giác ABM sẽ là 13 cộng 13 là bằng 26. 26
Và như vậy diện tích của tam giác AMC cũng bằng 26. 26 cộng 26 thì ra 52. 52. Đáp án là 52. Rồi, ta tìm giá trị nhỏ nhất của yếu tố này. Với x nằm trong cái vùng từ 0. À xin lỗi, với x khác hai số này là được. Giờ ta lấy nháp nhân nó ra coi nó bằng cái gì đó kìa. Giờ ta nhân x bình trên 2x trừ 1 nhân cho 4x bình cộng 1 trừ 4x trên x. Ta quy đồng làm phép trừ trong mặt đơn trước đi. Vậy ở trong nó sẽ thành là 2x trừ 1 tất cả bình phần x. Và nhân với bên ngoài ta rút gọn được đó. Vậy kết quả của cái phép nhân cái cụm này nè, nhân cụm này lại thì các em sẽ còn lại là x nhân cho 2x trừ 1 tức là 2x bình phương trừ x đó rồi cộng cho 4. Rồi ta dùng máy tính bỏ túi để tìm giá trị nhất. Như vậy là sẽ đạt giá trị nhỏ nhất lúc x bằng 1/4. Giá trị nhỏ nhất đó là bằng 31/8. Nhưng mà ta hỏi đạt được lúc x bằng bao nhiêu thì các em phải nhập 1/4 nhé. Bài thi số 3, thỏ vượt mê cung. Thầy rất thích loại toán này. Rồi, cho hình chữ nhật AB 8, AD sẽ bằng 4, EF là trung điểm ABCD. Chu vi tứ giác ADFE. ADFE vậy là hình vuông các em, 44, 16 thôi. Câu đầu tiên thường rất dễ. Rồi, tam giác đều có diện tích. Thì các em nhớ tam giác đều này. Tam giác đều có cạnh là A thì đường cao của nó sẽ là A nhân căn 3 chia 2. Nếu dùng Pythagore là các em sẽ tính được rồi. Như vậy diện tích sẽ là bằng A căn 3 chia 2 rồi nhân cho cạnh tương ứng là A rồi nhân với 1/2 nữa. Vậy là sẽ bằng A bình căn 3 chia 4. Các em cứ nhớ nha, một tam giác đều có cạnh là A thì diện tích sẽ là A bình căn 3 chia 4. Như vậy là nếu biết diện tích thì A bình sẽ bằng 4 nhân diện tích chia cho căn 3. Là A bình đó, là cạnh bình đó. Vậy ta ứng nha, 4 nhân cho 121 căn 3 rồi chia cho căn 3 nữa, vậy là bằng 4 nhân 121 luôn, là bằng 484. Đó là độ dài cạnh của tam giác bình phương lên. Ta lấy căn nữa là xong. Vậy là bằng 22. Các em nghe không kịp thì tua lại lời thầy giảng để ngẫm nghĩ, lấy nháp được ra. Bài tiếp theo. Cho hình vuông ABCD. E nằm giữa C và D. Tia phân giác góc DAE cắt CD ở F, kẻ FH vuông góc với AE, FH vuông góc với AE, H thuộc AE, FH cắt BC ở G. Tính số đo góc FAG. Rồi, các em lấy nháp vẽ hình đi.
Rất đơn giản, các em vẽ hình xong chưa? Bây giờ theo các em sẽ dễ dàng chứng minh được tam giác ADF bằng tam giác AHF theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn. Như vậy AH sẽ bằng AD và như vậy AH sẽ bằng AB. Lúc đó tam giác ABG sẽ bằng tam giác AHG trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông. Như vậy AG cũng là phân giác của góc HAB. Rồi như vậy các em sẽ có là góc FAG là bằng một nửa của cái góc DAB, tức là bằng 45 độ. Hệ số tự do là các em lấy trừ 3 nhân 5 luôn, tổng âm 15. Còn tất cả những phép nhân khác đều dính x trong đó, thì không thể gọi là tự do được. Rồi, câu tiếp theo. Cho đẳng thức này. A là hằng số, giờ tìm x thỏa mãn. Rồi. Các em chuyển hết về bên thôi. Rồi đặt nguyên tử chung thôi. A bình x trừ 2 trừ do x trừ 2. Vậy ta có x trừ 2 thừa số cho A bình trừ 1 bằng 0. Nhưng mà A thì khác cộng trừ 1 rồi. Vậy A bình trừ 1 là khác 0. Vậy x trừ 2 sẽ bằng 0. Tức x phải bằng 2. Rồi, ta hoàn thành nhiệm vụ. À, tạm biệt các em. Chúng ta gặp nhau ở vòng thi tiếp theo. Hẹn gặp lại. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những cái chuyên đề hay, những cái thủ thuật hay để trở thành cao thủ Olympic.